Ông ơi, ông ơi, ông đi đâu hết rồi ta? Ủa ông nội Hoàng hả con? Dạ. Ủa, cá đâu ra vậy ông? Ông mới đi câu về nè. Ngon không? Dạ. Wow, thơm quá không à? Thấy ngon không? Dạ. Ừ, con mời ông. Ừ. Dạ, con mời ông. Nè, hai ông cháu mình vô cái ha. Dạ. Ừ. Ây chà, ông thấy sao? Quá con. Dạ. Ủa mà ông, cá này mình ăn cách nào? Chưa biết ăn hả? Dạ chưa. Đây, đội chỉ cho mày. Dạ. Là bánh tráng. Dạ. Đây, con để rau vô. Dạ. Ừ. Khế nè, thấy không? Ừ. Nhìn ngon quá ông ha. Ừ, ngon không? Dạ. Đó, cuốn lại. Bây giờ mình cuốn lại ông hả? Ừ. Để con cuốn thử. Đúng không? Ừ, đúng rồi. Ăn vô mấy ớt. Dạ, con xin phép. Thấy sao? Ừ, ngon quá mọi. Ừ, ngon quá. Rồi, tay ông ha. Dạ. Lần đầu tiên con mới ăn món này đó ông. Vậy hả? Dạ. Dạ quá ngon ông à. Con mời ông. Dạ. Bày luôn nè, hay không bằng hên. Ừ, ông đi câu hai con cá về, cái rồi bay đem rượu tới, rồi hai ông cháu mình lại rai luôn. Con rót ly con. Dạ. Nè. Dạ. Ông chấm mẹ. Ông chấm con cho Nhã Chi hả? Hay là hả? Chấm làm bạn nhậu cho ông. Thằng khéo nói. Vô cái nữa. Dạ. Ông để con. Ây chà. Ông hỏi thiệt. Dạ. Bay để ý con Chi đúng không? Đúng là không có gì qua mắt được ông hết. Tao biết. Thật ra con thích Nhã Chi từ lâu rồi. À. Nhưng mà con không dám nói. À. Nay nội lên tiếng như vậy á, con xin phép nội cho con. Cái thằng. Dạ con xin mời nội. Ê chà, ngon quá con. Để con rót thêm cho nội. Nè khoan đã, ăn miếng nữa đi rồi ông mới nói nữa. Dạ. Ông nói thiệt với con. Dạ. Có con gái trong nhà tao nói lo dữ lắm. Thấy không? Dạ. Bây giờ ông cô gả nó cho ai thì cũng được. Không ấy, ông gả nó cho. Người hứa gả cho con rồi đó nha. Mày. Dạ con mời. À, mẹ. Con định bàn với mẹ về chuyện mở thêm chi nhánh ở miền Tây. Thôi, cái chuyện đó thì để sau đi con. Mẹ muốn hỏi con về cái việc mà gặp cô bé lúc sáng đó. Mẹ muốn nói đến Nhã Chi đó hả? Ừ. Theo mẹ thấy cô ấy như thế nào? Theo cách nhìn người của mẹ thì cô ấy là một người có năng lực và thông minh. Với lại cô ấy rất có tài. Bởi vì trong thời gian vừa qua, cô ấy đã đưa công ty chúng ta đi lên với rất nhiều hợp đồng được ký. Vậy sao? Dạ. Cái đó thì để mẹ phải tìm hiểu thêm. Bác Nguyên biết đến con nhỏ đó rồi sao? Cũng tốt thôi. Vô đi con. Con ngồi đi. Con chào bác, em chào anh. Ừ. Hay là con đưa Dương Mỹ cùng đi ăn trưa đi.
Con định đưa mẹ cùng đi luôn đó mà. Thôi, mẹ hẹn với Duyên Mỹ trước rồi, hai đứa đi đi. Có bà già này đi chung á, hai đứa mất tự nhiên sao? Thơm quá. Khói quá. Mùi thơm với má. Chuột nướng. Ngon không? Thử coi. Đã không? Ngon không? Ngon. Thơm quá ha. Hết sảy luôn đó. Nè, mày quạt tiếp cho má coi. Khói quá. Lên trước uống miếng trà coi. Dạ. Ờ mà nè. Không có được ăn dụng của má nghe con quỷ. Trời, mấy món này con đâu ăn. Ba đồ quỷ này không thèm chứ gì. Có cái này thêm mấy xị nữa cho bức nó đã. Ủa, lên đâu rồi? Trời, gì kỳ vậy? Mới kỳ mà. Nó đâu rồi? Không lẽ ăn mèo nữa hả? Sao kỳ vậy? Ủa mà được đâu? Rồi, dám quỷ này lắm à. Thiệt, cái thằng quỷ sướng này. Quỷ đi đâu không biết nữa. Đất. Đất đen. Đất ơi. Làm gì mà la lớn ôm sòm vậy cô hai? Trời đất ơi. Cái thằng quỷ đực á, nó đem mấy cái xiên chuột nướng của tôi á, đi dậu ở đâu không biết nữa kìa. À, cô hai á định đem thịt chuột nướng cho ông hai đoàn nhậu phải không? Đâu có. Không đem thịt chuột nướng thì cô hai đem á. Ê, nè, đem gì? Tính nó bậy với tôi hả? Không có được đâu nghe. Không có giỡn à. Giỡn chút làm dữ hả? Người gì đâu mà vô duyên thấy ớn. Nhiều chuyện. Đem gì kệ ta. Quỷ này. Hồi về á, mày biết tao. Làm không chịu làm. Thấy ăn là nhào vô liền hả? Ôi trời ơi, nó nóng gì đâu á. Có chuyện gì mà anh suy nghĩ dữ vậy? Công chuyện thôi mà em. Đi chung với em á mà không có chút gì gọi là riêng tư hết. Chẳng phải là anh đang ngồi đây với em hay sao? Em thấy anh không thoải mái gì hết á. Có phải vì bác Nguyên nên anh mới đi với em đúng không? Việc của anh làm anh biết. Tại sao em lại hỏi? Là vì mẹ anh. Anh tự hiểu. Như em đang bật bội chuyện gì phải không? Mà cái cô nhân viên tên là Nhã Chi trong công ty của anh á, là người như thế nào vậy? Em muốn hỏi về khía cạnh nào? Về tất cả mọi mặt. Cô ta là người rất có năng lực và còn xinh đẹp nữa. Nghe anh khen cô ta như vậy, hình như anh rất là quý cô ta thì phải. Ai làm giám đốc mà lại không mong muốn trong công ty của mình có những nhân viên như vậy. Thôi em ăn đi. Không lẽ chỉ có như vậy thôi sao? Nè, những cô gái mà mau nổi giận hay già lắm đó nghe. Kệ em. Tạm tin như vậy. Có vẻ như anh ta đang nói thật. Nè, em ăn đi.
Con lại đi đâu đó? Suốt ngày mẹ thấy con đi mà con chẳng có làm nên trò trống gì hết đó. Sao mẹ nhiều chuyện quá vậy? Vậy con tính chừng nào cưới vợ đây? Chuyện đó không cần mẹ phải lo. Con nói như vậy là sao? Thôi được rồi, vài hôm nữa con sẽ đưa con dâu của mẹ về ra mắt mẹ, được chưa? Con thiệt không đó? Sao lại không thiệt? Con đảm bảo với mẹ, khi gặp là mẹ vừa ý ngay. Thiệt đó nha. Mẹ, mẹ tin con một lần này nữa thôi đó. Thôi được rồi, con đi đó. Con kìa. Cái thằng thiệt. Chị ơi. Dạ chị. Ủa, Nguyệt Thư. Tính đâu vậy? Thì ông Khánh Toàn đó, ông rủ tao đi ăn nè. Trời ơi, vậy mà tao tưởng mày đi ăn với ai. Thôi, đừng có đi với ông, đi coi phim với tao đi. Anh ngoài Trung á, có tặng hai vé xem phim á. À, có người tặng vé coi phim. Ý của người ta là muốn đi chung với cô đó. Thôi đi à, tôi muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Nhỏ này. Mà nè, tao thấy á, ông Toàn không có tốt đâu. Hình như á, ông có ý xấu với mày á. Con nhỏ này, đầu óc nghĩ chuyện gì đâu không à. Thì tao cũng chỉ sợ mày có cảm tình với anh ta thôi. Yên tâm đi, tên Khánh Toàn đó hả? Không phải là tiếp người đàn ông mà tao thích đâu. Ai mà biết. Thôi, trễ giờ rồi, tao đi nha. À, rủ chàng đi đi, ngại ngùng gì nữa. Con này. Dạ xong rồi anh. Anh có còn gọi thêm món gì nữa không? Tôi order salad Nga mà. Đây là salad Ý, mau đổi lại cho tôi. Dạ thưa anh, nhà hàng đã làm đúng theo thực đơn mà anh đã chọn. Nếu bây giờ đổi lại thì nhà hàng sẽ tính thêm chi phí. Hả? Anh nói cái gì? Tính thêm chi phí hả? Anh đã làm sai yêu cầu tôi đặt ra. Bây giờ đòi thêm chi phí là sao? Dạ mong anh thông cảm. Anh đừng có nhiều lời nữa. Những món này tụi anh làm. Ăn đi. Dạ xin lỗi anh. Nhã Chi. Có chuyện gì mà anh lớn tiếng với người ta dữ vậy? Em ngồi đã. Thôi em không có ngồi đâu. Anh hẹn em ra đây có chuyện gì? Anh nói đại đi. Nhã Chi à, em đừng có làm như vậy mà. Anh biết anh sai rồi. Thôi anh đừng có nói nữa. Nãy giờ em đứng đây em nghe hết rồi. Con người anh như thế nào em biết quá mà. Nhã Chi à, anh biết anh sai rồi. Mong em hiểu và bỏ qua cho anh. Anh nói xong rồi đúng không? Em đi à. Nhã Chi à, buông ra. Thực sự thì hôm nay anh hẹn em ra đây là để cầu hôn với em. Buông tôi ra. Tôi có nghe lộn không vậy? Ông nội của em đã hứa là gả em cho anh rồi. Nhã Chi. Chi hả con? À, trời đất ơi, sao về giờ này nắng chang chang vậy nè con? Có chuyện gấp con mới về liền nè. Sao chuyện gì vậy? Nội, bộ nội hứa gả con cho thằng cha Khánh Toàn đó hả? Nhiều vậy đó hả? Ui trời đất ơi, làm tao tưởng chuyện gì hết hồn hết vía. Thôi đi ra đằng sau rửa mặt mày cho nó mát giùm tôi nội, cái đi. Nội, có chuyện đó không vậy nội? Ủa nhưng mà
Thí dụ bây giờ, bây giờ nội tỷ dụ là nội chọn nó cho con thì sao? Con không có thích đâu, nội đừng có làm vậy mà. Nhưng mà rồi sao không thích nó? Con không có thích thằng cha đó. Trời đất ơi, hồi đó tao với bà nội bây là có thích đâu. Rồi đùng cái rồi ông cô bà cô cưới về cho cái rồi cũng có con đàn cháu đóng là tụi bay tới giờ đó. Thôi mà, con không có thích lấy chồng đâu. Con nói là con không chịu rồi đó. Coi chi, coi. Ôi trời, cái con nhỏ này. Ô mà rồi bữa hôm mình lỡ miệng mình nói cái gì? Ê trời ơi. Con chào mẹ. Thôi ăn cơm đi con. Dạ. Duyên Mỹ nó bận show diễn nào đó, cho nên không đến ăn cơm với mình được đâu. Hình như con thấy lúc nào mẹ cũng kè kè chuyện Duyên Mỹ với con hết. Bộ con quên rồi sao? Duyên Mỹ nó cũng có phần vốn trong công ty, thì chuyện đó đâu có gì là lạ. Tùy mẹ thôi. Sao lại là tùy mẹ? Còn ở con nữa chứ. Tạm thời á thì con chưa nghĩ đến chuyện gì hết. Sắp tới con đi miền Tây đó, con tính chuẩn bị khởi hành lúc nào vậy con? Con sẽ đi trong thời gian này, bởi vì con nghĩ á, bây giờ mùa sầu riêng và sơ riêng ngọt đang chín rộ. Một cô trợ lý gốc miền Tây sẽ giúp ích cho con rất nhiều trong chuyến đi này. Con có nghĩ vậy không? Con cũng nghĩ đến điều đó, nhưng mà trong công ty mẹ chọn ngay. Nguyệt Thư và Nhã Chi là hai người thích hợp nhất, còn chọn ai là tùy con. Dạ. Mẹ ăn đi. Con cũng ăn đi. Chim tung bay hót vang trong bình minh, chân cô đơn áo phong sương hành trình. Từ Long An mộng quá Mỹ Tho xuôi về Gò Công, Tiền Giang ngút ngàn như một tấm thảm lụa vàng. Thương em tôi áo đơn sơ bà ba. Mẹ, cô kia, cô có im lặng không? Hát đã dở rồi mà còn vô duyên nữa, ở đó mà ngồi hát hoài. Cô im cho tôi á ngang. Nó làm lẹ đi. Ủa? Gì vậy anh? Thì anh coi nè, ngồi làm lô làm mà cứ hát um sùm vậy, ảnh hưởng tới tôi, sao tôi làm việc được? Đi làm người ta phải lấy âm nhạc làm niềm vui. Và mấy chị đây cũng ủng hộ nè, đúng không mấy chị? Thì lâu lâu người ta vì làm vì ca hát cho vui. Niềm vui của âm nhạc là vô tận. Anh không biết thưởng thức á, ra chỗ khác la tan chi, làm mất mặt đàn ông quá. Thôi mệt quá. Ráng đi làm chứ không làm tiền bạc đâu xài. Thì đó, em bị tăng ca cũng cứ hát tiếp, kệ ông. Cảm ơn nghe, về chỗ đi Út hát tiếp. Thương em tôi áo đơn sơ bà ba, trên lưng trâu nước da nâu mặn mà. Hò hò ơi, cây lúa tốt tươi dùng bồi phù sa, đẹp duyên tháp mười cuộc đời tao tần vui cười. Quýnh cái bè nổi tiếng ngọt ngay, ai ăn rồi nhớ mai miệng tay ngô ngô ghê. Hai em mấy chị. Trời ơi, anh chạy cái gì mà ẩu vậy hả? Anh chạy từ từ thôi. Cô khó tính quá. Biết vậy á, tôi không cho cô đi theo đâu. Làm như tôi thích đi với anh lắm vậy đó. Nè, anh chạy chậm lại coi. Anh mà không chạy chậm á, tôi nhảy xuống xe đó. Không thích mà đi chung với tôi thì tùy. Mơ tắt nhạc giùm tôi coi. Cái nhạc gì mà nghe thấy mà ghê à. Đúng là người nào nhạc nấy. Tôi đã làm theo ý của cô á.
là tôi chạy chậm đây rồi thì cô phải nghe theo yêu cầu của tôi vậy mới công bằng chứ. Người đâu mà có tính thấy ớn luôn à. Cái đồ, đồ thấy ghét. Đồ khó ưa. Có chuyện xe. Yên tâm đi cô bé. Cảm ơn anh chuyện hồi nãy nha. Ừ. Chuyện gì? Thì chuyện hồi nãy anh giúp tôi đó. Hả? À, có gì đâu. Mình là chòm xóm với nhau mà. Tôi đâu để người khác ăn hiếp cô Út được. Mà công nhận nha, cái ông nó thấy ghét thiệt á. Thôi cô Út đừng có tức nữa. Người ta hát dở thì kệ người ta, không biết có hát hay bằng tôi không. Út hát, hát dở nó nói hát dở chứ. Anh nói gì vậy? Tôi nói là hát hay không bằng hay hát. À, hơi sức đâu mà giận người dưng. Với lại tôi thấy cô Út hát cũng được lắm mà. Thiệt không? Anh thấy tôi hát hay đúng không? Ừ. Ồ, tôi thấy mình cũng hát hay nữa. Vậy năm sau tôi thi idol nha. Bộ không được hả? À không. Tại vì vui. Sắp được làm bạn với người nổi tiếng. Ồ, bây giờ tranh thủ xin chữ ký tôi đi nha. Mai mốt mà xin á, tôi không có thèm cho đâu. Mây xám văng ngang trời, giông tố sao tơi bời. Mình Thôi đừng hát nữa, uống nước đi. Thôi để tôi hát xong đã. Thôi uống đi. Để tôi hát. Và cơn mưa mưa rồi sẽ tan đi trong chiều đầy nắng gió. Để cho ta hay là nước. Gì vậy? Tôi hát hay đúng không? Ừ. Thôi uống đi. Nè, anh đi từ từ thôi. Trời ơi, bây giờ sao anh nói đi. Cô đừng có la lối ông sòm như vậy được không? Người ta nghe được sẽ nghĩ sao? Cũng tại anh hết đó. Anh cứ làm theo ý của anh không à. Bây giờ sao đây, đi lạc rồi đó. Tôi có nói á, là bỏ cô ở lại một mình hồi nào đâu. Cô bình tĩnh đi, cô làm tôi rối lên rồi nè. Ê, ê, hay là mình đi kiếm đường ra xe đi. Trời ơi, từ đây ra xe cô làm như cần lắm vậy đó. Thôi, cô đi theo tôi. Bác ơi, sao giờ này con vẫn chưa thấy anh Lãm về hả bác? Thằng Lãm nó đi công chuyện mà, con sốt ruột làm gì? Con mà biết anh đi như vậy, con xin bác cho con đi chung rồi. Dạ, anh Lãm đi chung với ai á, thì con không có lo. Mà đi chung với cô Nhã Chi á, thì con lo lắm. Dạ, bác chưa có biết đó thôi. Chứ ở ngoài mặt á, thì cô Nhã Chi của hiền lành vậy đó. Nhưng mà trong lòng á thì cô không có như vậy đâu. Ủa, mà sao con biết rành về Nhã Chi quá vậy? Ừ, dạ mấy lần cô vô công ty á thì có mấy anh chị nhân viên trong đó nói với con như vậy đó. Trời ơi, cô đi nhanh lên đi, trời sắp mưa rồi kìa. Anh đi kiểu đó ai mà rượt theo anh nổi. Vừa đói bụng mà vừa khát nước nữa. Cô mà không đi nhanh lên đó là sẽ ngủ lại giữa đường đó. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Đói bụng quá. Có sao không? Trời ơi, sao mà cô bất cẩn quá vậy? Chết rồi, có khi nào chân tôi bị trật rồi không? Ai ơi, đau quá. Từ từ. Để tôi đỡ cô lên coi.
đứng lên thưởng con. Dạ không được. Không được, không được đâu, đau quá. Không được đâu. Trời ơi, giờ này còn bị trật chân nữa. Thôi được rồi, lên lưng tôi nè. Để lên. Cô mà không chịu leo lên tôi mặc kệ đó nghe. Để lên. Để lên đây nè. Không, chết cũng không lên. Mặc kệ cô. Nè, bỏ thiệt hả? Cô không thích thì tôi đi chứ sao. Không, để tôi cõng cô chứ. Mà anh cõng tôi mà tôi không có thích anh đâu rồi nha. Phải thì thích cô chứ. Để đi, để lên. Từ từ thôi, sẽ chừng đau đó. Từ từ. Xuyên quá vậy nè. Bỏ chừng đau lên là trước nè. Không có lợi dụng dê nha. Tôi mệt cô quá. Nè, cầm giùm cái giỏ coi. Cái giặc. Trời ơi, ăn cái giống gì mà nặng quá không biết nữa. Cái ô cũng sao mà nặng quá. Tôi để tài xế cho tôi đỡ mệt coi. Không, tôi quăng xuống mà vào đó. Thì tôi phải để cái giỏ để anh đụng người tôi thì sao? Ai mà thèm đụng người cô chứ. Bỏ tay xuống cho tôi đỡ mệt nè. Vậy cô khỏe không? Chàng của mày kìa, hôm nay mày đặt trổ tài đàn ca tài tử nữa chứ. Không phải á, có một mình anh Trung không đâu. Ê, nhìn cái bộ dạng kìa, si tình mày sắp quá đá tới nơi rồi kìa. Cái con này, tao bị đau chân mà còn giỡn nữa. Thì tao thấy tao nói thiệt chứ bộ. Đi. Em đỡ đau chưa? Em thấy cũng còn đau lắm. Kìa, mày nhìn qua ai tới kìa. Trung. Ừ? Mới tới hả? À, mới tới. Chi? Anh có mua thuốc cho em nè. À, anh Trung, ra đây với em cái. Con nhỏ này. Em có sao không? Ê, nè, cẩn thận đó. Nè, thôi được rồi, ngồi xuống đây. Nhỏ này. Chân em còn đau hả? Đem thoa thuốc cho em nha. Em làm cái gì mà nhăn nhó vậy cô bé? Em đang suy nghĩ coi không biết có nên đi hay không nữa. Em sợ giống như lần trước vậy đó. Yên tâm đi cô bé, sẽ không có chuyện như lần trước nữa đâu. Chưa chắc đâu rồi nha. À, mình đi. Anh Lãm.
hôm nay anh đi, sao anh không nói cho em biết? Đây là việc công ty mà em. Nhưng em muốn đi chung với anh mà. Thôi, giờ anh phải đi rồi, khi nào về anh báo cho em biết. Nhưng em muốn đi chung với anh. Đi đi Chi, đi em. Anh Lãm, anh Lãm ơi. Alo, anh Vinh Hoàng hả? Em đây. Em có chuyện muốn gặp anh một chút. Mình gặp nhau chỗ cũ nha. Ok, bye bye anh. Nguyên Lãm, anh cứ chờ đó mà coi. Đây là giống Thái Lan. À, Thái Lan. Còn đây là Ri Sáo. Ri Sáo? Dạ. Cái gai nó to quá chị hả? Ừ. Còn đây là chuồng bò. Anh, dạ. Nè, được không? Ừ, chắc ngon lắm á. Thơm quá. Còn loại nào nữa không chị? Dạ, mời anh chị qua đây. À, qua đây nè em. Đây nè. Đây là giống khổ qua. Ủa, trái này là sầu riêng mà em, sao gọi là khổ qua chị? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà nhà vườn người ta gọi là khổ qua. Ờ. Em thấy nó cũng giống trái khổ qua lắm chứ bộ. À, anh chị muốn mua sỉ hay mua lẻ? Ờ, trước mắt thì tụi tôi muốn xem mẫu trước chị ạ. À, vậy mời anh chị cứ tự nhiên. Dạ, cảm ơn. Dạ. Trái này to nè em. Nè em, sao cái loại này gai nhỏ vậy em? Anh đừng có quan tâm gai to hay gai nhỏ, quan trọng là chất lượng bên trong kìa, có ngon hay không. Ừ, thơm quá, chắc ngon đó. Nhã Chi. Hả? Ủa, tại sao đi với anh ta? Anh mắc cười quá à. Em đi với ai mắc mới gì tới anh chứ. Em thôi, mình qua lựa cái khác đi em. Dạ. Nhã Chi, tại sao em né tránh anh hoài vậy hả? Anh buông tay em ra đi. Em đang đi làm việc nha. Em không có rảnh đâu mà níu níu kéo kéo với anh. Nè, em nên thay đổi cái thái độ nói chuyện với anh đi. Dù sao thì chúng ta cũng sắp cưới nhau rồi. Anh nói cái gì vậy? Ai ai mà cưới anh? Em cứ về hỏi nội đi. Ông nội của em đã hứa gả em cho anh rồi, chẳng qua là chưa thông báo thôi. Làm gì mà có chuyện đó, anh nói xạo quá. Còn anh nữa, tôi cảnh cáo anh, không được qua lại với vợ sắp cưới của tôi. Anh nói cái gì vậy? Ai là vợ sắp cưới của anh? Nè, không có chuyện đó đâu. Anh ta nói nhảm đó. Thôi, mình qua bên kia xem tiếp đi em. Này cô kia, sao không chịu vô làm việc đi mà còn đứng đây làm cái gì? Tôi biết gì tôi làm mà, đâu cần cô phải nhắc tôi. Tôi nói cho cô biết, đừng có tưởng có thân với sếp á là cô muốn làm gì thì làm. Hãy xem lại thân phận của mình đi. Tất nhiên là tôi biết việc của tôi mà, nhưng mà cô cũng vậy. Cô nói cái gì vậy? Tôi nghĩ là cô thông minh, cô hiểu tôi nói gì mà. Thế, mày thấy mặt nhỏ Dương Mỹ nó vẫn sôi lên không? Tao không có quan tâm đâu. Phải rồi, tại vì nó đang ghen với mày mà. Thôi đi, con nhỏ này.
Nguyệt Thư à, chiều nay tao phải về quê để coi coi nội có chuyện gì. Có chuyện gì ạ? Chắc là có chuyện gì quan trọng lắm nên nội mới kêu tao về gấp đó. Còn chuyện kia mày tính sao? Không biết nữa, bây giờ phải về làm rõ với nội chuyện đó. Ông Khánh Toàn này cũng ghê thiệt ha. Thôi đi. Nội thế nội con mới về. Ủa nội, quà của ai mà nhiều quá vậy? Của anh Toàn đó, đem qua đó tặng nội. Nội hả? Sao nội nhận quà của ảnh chi vậy? Nội đem trả đi. Kỳ không à, nó đem nó tặng nội thì nội lấy nội nhận chứ có gì đâu á nè. Nội đem trả đi, con không thích nhận quà của ảnh đâu. Con không thích nhà mình có cái gì của ảnh hết đó. Trời đất ơi, con nhỏ này lạ không kìa. Tự nhiên nó tặng nội rồi bây giờ biểu nội đem nội trả là sao? Con đã nói là con không có thích nhận cái gì của ảnh trong nhà này hết trơn á. Nội đem trả đi. Trời đất ơi. Nội, nội nói thiệt cho trời con nghe ơi. Đi nội hứa hẹn gì với ảnh phải không? Hứa hẹn cái gì? Nội đâu. Ủa, em đi làm về rồi hả? Nội, anh tới đây làm chi vậy? Ừ, anh dẹp mấy cái quạt của anh đi về hết đi. Nè, dẹp hết đi. Em về hết đi. Đi về đi. Con làm cái gì vậy? Không nghe. Nội, đi ra đằng sau để nội tiếp khách. Nội, đi không? Chị. Dạ thưa nội, con làm gì sai hả nội? Không không con, ngồi uống nước con. Dạ. Giờ sao? Tao cũng không biết sao nữa. Mày nhất quyết không chịu lấy anh ấy á, thì nội cũng không làm được gì mày đâu. Tại sao nội tao lại trở thành vậy chứ? Chắc tại anh ta giỏi lấy lòng nội. Nhưng mà ông nội cũng phải hỏi ý của mày chứ. Chia, hay là mày nói á, mày đã có người yêu rồi. Mày thử nói vậy đi, chỉ còn cách đó thôi à. Tao xin nghỉ việc một thời gian quá mày ơi. Mày điên hả Chi? Chỉ vì chuyện đó thôi mà mày nghỉ việc hả? Không phải đâu, tao thấy mệt mỏi quá. Duyên Mỹ cứ coi tao như là cái gai trong mắt vậy đó. Mày làm như vậy á là cô ta càng đắc ý thêm. Mày không có được nghỉ việc hết chưa? Thôi đi, nín đi đừng có khóc. Nín đi.